Chào cả nhà nhá. Đến hè này lên, video này chúng ta sẽ đi tìm hiểu cũng như sửa cái bộ nguồn Cosel này nhá, Cosel này nhá. Ứng dụng trong máy ép nhựa. Nguồn này thì công suất nhỏ hơn, 24V 3.2A thôi. Và nó là nguồn giải rộng nhá, chạy từ 100 cho đến 240 này. Mọi người này. Nhá. Và như cái video trước mình sửa ấy, thì chúng ta sẽ nhìn thấy xuất hiện hai cái biến áp, thì hai cái biến áp này ứng dụng như nào nhá. Hôm video trước ấy, thì mình đã sửa cái bộ nguồn này. Là nó ra 6.3 thì mình có cải tiến lại cái mạch này, nó bị lỗi cái mạch nhân áp, tức là ở chạy 220 mà nó cũng nhân áp nên dẫn tới điện áp đặt trên tủ rất to rất lớn và nó lổ tủ và nó cháy điện trở vân vân ấy, và mình đã cải tiến nó lại. Và có nhiều bạn thì bảo là mình làm chi tiết nhưng mà lên vẽ mạch để biết là đang cải tiến như nào, thì các bạn xem cái video này các bạn sẽ hiểu được là cái phần cải tiến cái đường mồi của nó như thế nào trên cái bo này. Cái bo này thì là nó không có nhân đâu đôi điện áp các bạn nhé. Tóm lại cái mạch này công suất nó nhỏ hơn con kia, nên con kia khi mà ở điện 100 ấy, thì nó cần nhân 2 điện áp để cái năng lượng DC nó lên vẫn là khoảng gần 300V, thì là cái tải tiêu thụ của nó mới, cái phần nguồn xung nó mới đáp ứng ok. Còn riêng cái mạch này thì 110 nó vẫn đáp ứng được các bạn nhé. Thì để mà hiểu qua về nó thì nó sử dụng con IC dao động này này. Con IC dao động tên nó như này nhé. Con này chắc chắn trong dân dụng các bạn không gặp đâu, và nó nhiều chân lắm, nó tận 20 chân cơ. Có, chúng ta vào Google chúng ta search, chúng ta sẽ có dataset của nó rất nhiều chức năng chân, chân nhiều lắm. Có loại thì nó chỉ có khoảng 16 chân, nhưng con này thì 20 chân nhé. Mỗi một bên là 10 chân, là 20 chân. Thì con bo mạch này, cái bo này các bạn cầm đấy thì mình nó vẫn là của hãng Cosel đấy nhé. Chả khác gì nhau đâu, nhưng mà cái điện áp ra nó khác thôi, 5V 6A này. Còn con này ra thì là 24V. 3.2A tương đương với hình như là 75W đấy các bạn ạ. Thì nhìn qua tổng thể nó một chút đã, sau đó là chúng ta sẽ đi tìm hiểu nó cũng như mình sửa nó nhé. Con này mình thấy nó không cháy cục chì, không biết có chết IC không hay là chết cái gì đó. Đây là những cái bo mạch nguồn của một cái anh chuyên buôn cung chuyên sửa chữa buôn bán máy ép nhựa Sumitomo các bạn ạ, thương hiệu máy ép nhựa của Nhật. Máy đúc nhựa cũng được, gọi là đúc nhựa cũng được, nhưng mình trong từ kỹ thuật của mình ngày xưa mình làm cho công ty ép nhựa ấy, thì máy đúc nhựa thì gọi là máy ép nhựa. Còn đâu máy đúc nhôm thì gọi là đúc nhôm chứ không phải là ép nhôm. Bởi vì ép nhựa thì cái nhiệt độ nó thấp, còn nhôm thì nhiệt độ nó đang cao hơn nhiều. Thì nhìn qua cái kết cấu của nó một chút nhá. Nó là mặt mạch nguồn xung thôi nhá. Để nó có sao ấy, đi vào trong hỏi xem. Chúng ta sẽ thấy có hai cái biến áp này, nhưng thực tế nó chỉ là một biến áp thôi. Còn đây là con L, mạch chỉnh lưu theo kiểu mạch công suất lớn trong công nghiệp ấy, nó hay chỉnh lưu theo kiểu forward. Thì hôm nay mình cũng sẽ nói kỹ cho mọi người, khi bạn nào mà chưa xem những video trước của mình thì các bạn sẽ hiểu về nó nhé. Điện áp AC là nguồn giải rộng vào nhá, đi qua hệ thống, đi qua cầu chì, hệ thống lọc vân vân thì đến cái cầu chỉnh lưu này này, nó sẽ chỉnh lưu ra thành nguồn DC 300V, với vấn đề là khi chúng ta cắm vào là 220, còn các bạn cắm 110 thì chỉ chỉnh lưu ra thành 140V thôi. Thì từ cái năng lượng cao thấp đấy, nó đi qua một nguồn xung, nó vẫn ra được cái mức nguồn cho chúng ta là 24V ổn định, và công suất mắc của cái mạch này đó là ra được là 3.2A. Còn cái công suất mắc của cái mạch này thì nó sẽ ra là 6.3A, nhưng chúng ta thấy biến áp nó to hơn rất là nhiều nha. Cái con L này với cái này là giống nhau nha, chẳng qua nó vòng vàng trong những cái biến áp. Nên nhiều người cứ bảo là tăng công suất dòng mắc lên, dòng lên như nào, nó đã thiết kế MOSFET này, biến áp các thứ rồi, đủ các thể loại rồi, làm sao tăng được, chúng ta cứ sửa zin thôi các bạn ạ. Nhiều người cứ nghĩ là nó ra được 3.2A, tôi muốn tăng lên là 24V 10A, ôi rồi thì bố thằng thiết kế nó cũng không tăng được các bạn ạ. Nó phải tăng hết tất cả mọi thứ lên, coi như là thành một bộ nguồn khác thì mới được chịu được các bạn ạ. IC dao động có thể vẫn vậy nhá, biến áp sẽ tăng to hơn rất nhiều, và MOSFET cũng phải chịu dòng cao hơn rất nhiều, và do năng lượng DC có, nếu mà vào 100V thì rất là yếu, thấp, do đó nó phải có mạch PFC, hoặc là như cái mạch sửa này thì là mạch nhân 2 điện áp, nó thông qua chiắc mở đến nhân 2 điện áp, thì cái năng lượng DC nó mới lớn để dòng chảy qua con MOSFET nó thấp, nó mới đáp ứng được tải đầu ra. Tóm lại là muốn lưng lên 10A thì là lưng MOSFET, lưng biến áp, lưng điếu chỉnh lưu đầu ra, lưng quận L xuất áp, về quận L của forward, rồi lưng điếu cầu chỉnh lưu, lưng đủ các thể loại các bạn nhé. Nên mình bảo rồi, thằng sản xuất nó đang sản xuất 3.2A mà các bạn thay một con linh kiện mà các bạn lưng được lên đến tận 10A thì không bao giờ đâu các bạn ạ.
nguồn xung nó là như vậy nhá mọi người nhá. Nên nhiều người cứ lầm tưởng là lâng được lên thế này thế kia. Chúng ta cứ tưởng tượng như là có một cái chai nước có 1 lít thôi mà chúng ta muốn đổ đầy lên một cái thùng 10 lít. Chả bao giờ nó đẩy đồ đổ đầy được cái thùng 10 lít các bạn nhá. Ok nha, thôi không nói về cái vấn đề đấy nữa. Thì từ cái năng lượng đã chỉnh nêu ra thành 300V đây đây. Mình đang nói là vào là 220 nhá. Thì với dương đây này, GND đây nhá. GND đây này. Dương này nó là lọc trên con tủ này đầu tiên. Tủ 400V 180mi nhá. Con này cũng thế mà. Sau đó là nguồn dương nó đi qua con L chặn. Tiếp tục được lọc con tủ nữa nhá. Như vậy là lọc hai lần. Càng ok. Thì từ đây từ năng lượng 300V này chúng ta sẽ nhìn này. Nó sẽ đi qua cái này, chúng ta cứ hiểu tượng như là quần L chặn hoặc là cái dây gì thôi nhá. Nó là cái dây đồng hay dây sắt xỏ khuyên bằng lõi ferrit thôi. Dập những chuột chống cái xung nhiễu thôi mà. Cái đây là đính chính cho mọi người, đây là những cái bo mạch trong ứng dụng trong máy móc công nghiệp. Và đặc biệt là máy móc công nghiệp của Nhật chứ không phải của Tàu. Nên nó độ ứng dụng, độ thiết kế của nó ổn định hơn rất là nhiều. Và nó có nhiều những cái linh kiện mà chúng ta gọi là thừa, chúng ta bỏ đi nó vẫn chạy nha các bạn nhé. Tức là bỏ đi cái này đi, lối tắt nó vẫn chạy mà. Đi sang đây rồi, từ đây sang đến đây, đây chính là quận làm việc chính nhá. Quận làm việc chính là quận tạo ra. Thôi để mình vẽ đi, các bạn chờ một chút. Mình vẽ, mình nói trên sơ đồ cho chúng ta hiểu một chút. Mình vẽ đại khái qua thôi, các bạn chờ một chút nhá. Đó, mình không vẽ nhiều đâu. Nguồn AC vào đi qua cầu chỉ bộ lọc bỏ qua hết, đi vào cầu chỉ niêu, chỉ niêu ra nhá. Lọc trên một con tụ tạo thành 300V, sau đó đi qua L chặn tiếp này, đây 300V này, đi vào quần làm việc chính nhá. Quần làm việc chính thể hiện trên cái sơ đồ này đó, trên cái sơ đồ ấy thì nó như thế, nhưng mà ở trên này nó chính là quần này. Còn đây chính là quần phản hồi nguồn nuôi nhá, chính là cái quần bé bé này này, đó. Còn bên thứ cấp thì nó sẽ có một quần khác là chính là cái quần này để tạo ra nguồn 24V đấy. Từ đây đi sang đây này, đi tới chân D nhá, đây là G này, D này, S này, các bạn nhá. Đi tới chân D của con MOSFET, mình chưa bóc nó ra, chưa biết con MOSFET tên là gì nhá. Nhưng mà riêng những cái mạch mà nó chảy nguồn forward như này rồi này, mạch dập xung ngược, chả có dành xung ngược, nó chỉ có vài con linh kiện vớ vẩn như này thôi, thì là cái con MOSFET chịu điện áp rất là cao. Con MOSFET có thể lên chịu điện áp lên 900V đấy các bạn ạ. Thì chúng ta sẽ nhìn này, mình có cái thể hiện ở đây là mấy con điện trở này nhá, thì nó chính là cái đây này. Từ đây sang đây này. Đây chẳng qua vẫn là chỉ là dây dẫn mình vừa nói rồi nhá mọi người nhá. Thì nó sẽ từ đầu làm việc này này, quần làm việc này này, nó sẽ đi qua hai con 22 ohm song song nhau, tương đương là con 11 ohm nhá. Thì hai con song song đấy, nó tóm lại nó là con 11 ohm nhá. Song song nó đi qua hai tụ, đi qua hai tụ này, tiếp tục qua hai con 2 ohm song song nữa này, 11 ohm tiếp. Nhá, nó là tụ, nó là những cái mạch dập những cái xung đỉnh nhiễu, để xung đỉnh cao để bảo vệ MOSFET thôi các bạn ạ, hoặc là cho mạch ổn định thôi. Chúng ta không quan tâm nhá. Những cái mạch khác ấy thì nó sẽ có diode này, điện trở này, tụ điện này của ba linh kiện dập xung ngược, nó rất là hầm hố, nhưng con mạch này thì nó không có nhá các bạn nhá. Tức là khi mà MOSFET mở và ngưng dẫn thì quận L này sinh ra điện áp với cái điện áp dương này rất là cao. Những cái điện áp dương này cao ấy là nó nối tiếp với nguồn đầu vào ấy, là nó chưa đạt đến ngưỡng thông DS của con MOSFET nào. Bởi con MOSFET này như những nguồn dân dụng của chúng ta, MOSFET thì chỉ điện áp là 600V hoặc là 650V thôi, nhưng riêng con này nó chịu đến 900V đấy các bạn, nó cao hơn. Do đó nhà sản xuất họ đã loại bỏ cái đấy để đỡ tổn hao năng lượng nhá. Thì nó đến chân D này, thì chân G đây này, GDS này, nó sẽ mở qua, đi qua con R15 rồi đi qua cái dây G này nhá. Đây là cái dây G nhá, cái dây G trong ấy, để về âm của tụ, tức là về âm của 300V. Thì chúng ta thấy song song với con điện trở R15 này, nó có từ xuôi từ anode sang cathode của diode. Thằng Samsung, mạch nguồn TV Samsung nó có cái kiểu như thế nhá. R15 này, con diode này, kiểu như là nó chảy như này rồi nó cũng chảy qua như này nữa ấy. Các bạn ạ, nó vẫn có cái điện áp rơi trên này. Và R15 này tương đương nó là 0,15 ohm nhá. Nhá, còn nó 15R thì nó là 15 ohm. Các bạn hiểu không? Tức là cái số R đằng trước tương đương là nó sẽ là điện áp dựa nhỏ hơn 0 nhá, là 0,15 ohm đấy. Con diode này này, nó đặt như này thì là cái điện áp rơi trên con R15 này nó không bao giờ nó đạt quá 0,7V các bạn ạ, nó chỉ là khoảng 0,6-0,3V thôi mọi người nhé. Nó là đặc biệt phết đấy, tí nữa mình sẽ vẽ, mình còn ngồi mình đo bãi mới biết được cái đường về chân CLM cộng CLM trừ này của đường bảo vệ quá dòng ấy, tí nữa sẽ nói tiếp.
Nguồn kích chân gờ. Chân gờ đây nhá. Nó đi qua con 22 ôm này, con 22 ôm chính là con này này. 22 ôm này. Và tại cái chân kích ấy, nó sẽ có một con DZ, mình chưa rõ con DZ bao nhiêu nhưng DZ rất to và hầm hố để giả sử mà móc phét mà chập này. Thì cái điện áp cao từ chân D nó đưa chân chân S ấy, nó sẽ đưa phi như này thì nó sẽ bị hạn qua con điện trở này, còn con DZ này nó ghim hết, con DZ rất to để bảo vệ chân 2 là chân sung ao ra nhé. Sung ao ra nó là chuỗi sung vuông đấy các bạn ạ. Nó là chuỗi sung vuông nhé. Nó thiết kế khác với trong dân dụng của ta là con DZ nó nằm sừ bên này. Đây nó nằm bên này cơ. Và không có 10k khóa tích đâu. Nha mọi người nhá. Chân 2 trên cái mạch này, chân 2 đó là chân sung ao ra nhá. Chúng ta tra data set chúng ta sẽ biết nhá. Đây là mình đang vẽ đại khái một vài chân chức năng của nó thôi chứ nó tận 20 chân cơ các bạn nhá. Đây là thể hiện là con, và mình vẽ kỹ cho mọi người cái khối driver này để kích ra sung này này. Đó. Thì đây nói luôn cái khối kích ra sung nhá. Chân số 1 này thì nó từ cái chân 20 là chân VC, chân 20 là chân VC của nuôi nhá. Nó như mạch khác ấy thì từ VC nó đưa thẳng vào chân mạch đây vào đẩy kéo này. Chúng ta soi data set chúng ta thấy là bên trong nó cũng có hai con chăn, một con chăn ngược, một con chăn thuận y như này luôn của cấu trúc bên trong của con IC này. Thì chân số 1 ấy là nó gọi là chân Colester, trong data set nó ghi như vậy. Còn chân số 3 là chân Emeter nhá. Thì chúng ta sẽ hiểu rằng ấy, chân số 3 là Emeter là chân thoát mát, nó sẽ nối mát. Nhưng mà nối mát này nó không nối với mắt này đâu, mà nó nối với cái vị trí này này. Nhưng mà thôi mình cứ vẽ kệ đó, bởi vì nó liên quan đến bảo vệ quá dòng thôi. Tí nữa mình vẽ, tóm lại nó nối mát như thế nhá. Và từ cái nguồn VC này nó sẽ đi qua con 151 để đi vào chân 1. Đó, con 151 đi vào chân 1. Tới chân C của con chan bên trong nhá. Và khi mà có xung kích, khi mà có xung kích tại đây này, ở đây là mức cao đây này, thì dẫn tới là con trên mở, con dưới khóa mà như mạch driver tử ấy. Con trên mở ấy, thì cái nguồn từ VC đây này nó sẽ được hạn như này, đổ từ C sang E đi như này. Và như cái mạch nguồn này ấy, thì nó phi thẳng ra luôn chân G nhá, cái mạch này này. Nhưng trên cái mạch này thì nó lại có con 2 ôm nữa các bạn ạ. Cái mạch hôm nọ mình sửa ở đây mình biết mà. Và cái nguồn VCC ở đây nó là khống chế là 20V nhá các bạn nhá. 18 hơn 19V, 20V ấy các bạn ạ. Mình có đo mạch kia mình biết. Nên đôi khi sửa nhiều chúng ta sẽ nhớ trạng thái nhá. Vừa hôm nọ mình cũng làm video sửa cái bo này cho mọi người tham khảo mà. Thì nó đổ như thế này, nó sẽ kích vào chân G và dẫn tới là con này sẽ mở. Ok, mở từ D sang S. Có dòng chảy như thế này. Để về âm của 300V, ok. Đến nửa chu kỳ sau thì cái ở đây là 0V. 0V thì không có dòng IB nữa thì con này sẽ khóa lại để ngăn cái nguồn tại chân C này, chân 1 này đổ sang chân 2. Đồng thời đây là 0V thì tạo dòng IB EB của con chăn thuận ở dưới. Tức là cái điện áp tồn dư tại chân G sẽ phi ngược trở lại rất nhanh vào chân 2 và đổ như này để về chân E, chân 3 về mát để khóa. Và cái này nó sẽ hoạt động với cái tần số đây để mình đang ở data set nó mà cho mọi người xem cái tần số của con này hoạt động bao nhiêu. Điện áp à, cái tần số của nó là có thể thay đổi được thông qua cái linh kiện CT chân số 14. Tóm lại là nó như con 3842 ấy, nó có sẽ có chân là lắp linh kiện để quyết định tần số làm việc. Và trong data set nó là tần số làm việc của nó cao nhất là đến 500 kHz các bạn ạ. Nhưng trên cái mạch này chắc mình đoán chỉ vài chục kHz thôi. 65 đến 70 đến dưới 100 là cùng thôi các bạn ạ. Mình đoán thế. Mọi người nhá. Tức là cái tần số nó không phải cố định các bạn nhé. Thì đó là cái tần số nó sẽ đóng mở ấy. Thì nó cứ có dòng ngắt thì cái cuộn này sẽ từ năng lượng 300V ấy, nó cứ có dòng này ngắt, có dòng này ngắt. Đó là cái sự biến thiên. Thì cái lõi ferrit này nó sẽ có từ trường biến thiên. Thì cái cuộn này nằm trong từ trường biến thiên đấy sẽ sinh ra điện áp cảm ứng. Và cái điện áp do cái số vòng dây nó nhỏ hơn ấy, dây cái điện áp cảm ứng thì nó sẽ thấp, nó chỉ rơi vào tầm khoảng 24V thôi. Nhưng với cái tần số vẫn bằng cái tần số do con IC này tạo ra. Mình cứ giả sử đang là 70 kHz chẳng hạn nhá. Do cái linh kiện nó có nhiều chân lắm, chân on, chân up này, chân VF, chân CF, chân CT, chân TO up này, chân OVP, chân DEP, chân FB, đủ các thể loại chân, nhiều chân lắm mọi người ạ. Nó phức tạp các bạn ạ, không như những con IC dao động trong dân dụng của chúng ta. Thì quần này sẽ sinh ra điện áp cảm ứng và nó chỉnh lưu theo kiểu forward nhá. Tích trữ năng lượng dưới dạng từ trường trên cái quần L này. Kể cả con này cũng tích trữ năng lượng đây, quần L đây của con này đây. Nha. Đây là biến áp động lực, còn đây là quận L. Quận L là quận gì? Là nó chỉ có hai chân thôi. Đây cũng là quận L này. Nha.
Thì đây chúng ta sẽ nhìn bên này này. Ở đây là hai đầu ra nhá. Thì cái chân này chính là chân mắt toàn mạch. Chân mắt toàn mạch này. Cái chân này này, nó sẽ đi theo một cái dây di rất to này, này. Cái dây di nó đi đến đây xong nó góc vuông nó bẻ đến đây. Nó bẻ đến đây tức là nó bẻ cái vị trí chân này này. Đây là chân của mình đang vẽ con diốt chỉnh điều đầu ra nhé. Nó sẽ có ba chân ấy, thì có một chân này này. Chân giữa đây, chân sườn đây và chân đây nó đã bẻ vào mát. Nó đã bẻ vào mát này nhá. Nó sẽ bẻ vào đây nữa. Đấy, nó sẽ bẻ vào đây nữa. Các bạn nhá. Đây là âm của tụ mà. Đó là nguồn đầu ra âm đấy. Thì cái xung dương ở đây đầu tiên sẽ được chỉnh lưu từ A sang K con diốt này nha. Xung dương ở đây này. Giả sử nha, con móc phét này mở đi. Móc phét mở đây có dòng chảy từ biến thiên từ dòng chảy từ trên xuống dưới đi, thì cuộn dây này sinh ra điện áp với dương ở đây đi và âm ở đây đi nhá. Thì xung dương này được chỉnh lưu từ A sang K, đây đi vào đây từ A sang K này. Tới đây nha, nhưng chưa ra tải đâu mà đi từ điểm này sang điểm này là đi qua cuộn L. Từ điểm này sang điểm này nó có rất nhiều chân nhưng thực ra nó chỉ có hai chân thôi nhá, bởi vì các chân khác chỉ là chân giữ nhá. Nó đi từ điểm này đi sang cửa này, mình đang cố nói cho mọi người chỉnh đi forward nhá. Từ điểm này sang điểm này này, sau đó được lọc tụ này. Được lọc tụ nhá. Lọc tụ nó có hai tụ nhưng mình vẽ đại khái một tụ thôi nhá. Được lọc tụ về mát này và như vậy đây là dương 24V ra, đây là âm về nhá. Thì hiện tại là trên cái mạch này nó sẽ có ba con điện trở tải giả. Đấu song song với tụ ấy, đó chính là con 332 này, 332, 332 này, tức là 3,3K, 3,3, 3,3K. Ba con điện trở tải giả đấy, mục đích của nó ấy, để chuyển trạng thái mạch này sang một cái trạng thái là chạy ổn định ở chế độ chờ. Giả sử không có điện trở tải giả này là mạch FB nó cứ loạn xình ngậu lên, nó ra cái cao quá nó ngắt, nó ra ngắt nó chập chờn nhá. Nên do đó những cái mạch công suất lớn nó đều phải có tải giả kiểu như này nhá mọi người nhá. Tải thật đấy, chẳng phải tải giả đâu, nhưng mà cái tải đấy để nó thoát khỏi chế độ quá độ bị chập bập bũng, bập bùng các bạn nhé. Nên nó phải có điện trở này. Thì nó sẽ chỉnh lưu ra như vậy và nó đi từ 24V đi về âm này nhá, đi về âm mát này. Đó, tải kín mạch khi mà nửa chu kỳ đây là dương ra này. Mình lại nói lại nhá. Nửa chu kỳ ấy, mà dòng chảy từ trên xuống dưới ấy, thì dương đây này sẽ mở đi từ A sang K này. Đi như này, đi qua tải đi về mát này và cái dòng chảy này ngoài nó đang nuôi tải là nuôi cái bóng đèn sợi đốt mình cho vào thêm chẳng hạn nhá, là cái bóng đèn đây chẳng hạn. Ngoài nuôi tải đấy ra nó cũng làm cái dòng đấy nó cũng lại tích trữ một cái năng lượng trên lõi ferrit của quận L này nhá. Đến nửa chu kỳ sau mà con móc phét ngưng dẫn dòng chảy từ trên xuống dưới ngưng lại nhá. Ngưng lại thì dẫn tới cái quận này sẽ sinh ra điện áp với điện áp ngược lại với dương ở dưới và âm ở trên. Và lúc này thì cái quận mình đang giả sử thôi nhá. À, cái cuộn dây này sẽ cung cấp năng lượng cho mạch nữa, bởi vì tại sao dương ở dưới này thì nó đi kiểu gì nó đi cao qua mạch, đi qua mạch thì đến đây thì cũng không thể đi từ K sang A của diode này được. Con diode này nó có mã là D92M-03. Điện áp chỉ được mắc của nó là 400V, dòng mắc của nó là 20A các bạn nhé. Diode xung ấy thì con diode này ngăn nó là diode kép bên trong hai diode mà. Thì như vậy đến nửa chu kỳ này ấy, là cái cuộn này sẽ giải phóng năng lượng để tiếp tục nuôi tải forward mà. Thì vừa nãy mà trên nó là dương ấy, thì dòng chảy nó như này, nó nuôi tải, nó cũng tích trữ từ trường ấy. Vì cái dòng chảy Y nó vừa đi theo chiều như này, là từ dương bên này về âm này. Thì khi mà dòng chảy nó ngưng lại, tức là cái quận này không sinh ra, quận này sinh ra điện áp với dương ở dưới và âm ở trên đang bị lật lại cực tính ấy, thì quận này sẽ sinh ra điện áp với, lật lại cực tính với dương ở đây và âm đây. Thì dương này tiếp tục nuôi cho cái bóng đèn của mình, nuôi cho mấy con tải giả này, về mát này, về mát này, về mát này. Nhưng mà để về được cái âm của nó thì nó sẽ phải xuôi qua con diode bên trong này này. Đó, như vậy chúng ta sẽ thấy là nó có hai con diode. Có hai con diode đàn này như vậy nhá. Mạch này thì nó thiết kế là có cả con hai con diode, có một con diode kép ở đây nữa nhưng mà nó không nắp các bạn nhá. Đấy, chúng ta đã hiểu được nhá. Đầy hiểu được mạch chỉnh như forward nhá. Tóm lại là khi mà biến áp mà có xung dương được chỉnh đi qua diode ấy, không phải là đẩy ra lui tải luôn mà là đẩy qua lui tải được nối tiếp qua một quận L để nó tích trữ năng lượng trên đó. Và khi mà quận dây sinh ra điện áp lật lại cực tính ấy, thì lúc đấy nó không cung cấp cho tải nữa mà cái từ trường đang tích trữ trên này này là bắt đầu này đẩy xả ra để lui tải nhá mọi người nhá. Đẩy ra thì cái từ trường được tích trên này cũng xuất phát từ cục này thôi mọi người ạ. Ok nhá, forward đã xong nhá. Còn bây giờ bắt đầu chỉnh như nguồn nuôi và chúng ta mới hiểu được là cái sự tối ưu của thiết kế nó là như thế này đây.
nguồn không có hề có nguồn mồi gì đâu nhá mọi người nhá. Ở đây tí nữa sẽ xem các bạn xem có bạn nào hiểu được mồi như nào không, mình nghĩ mãi mới biết được nó mồi như nào đấy. Thì khi mà nguồn 24V ra ấy, thì thông qua cầu phân áp về TL431 này sẽ dò sai, sẽ tạo dòng chảy 12 để FB nhá, tạo dòng chảy 12 con trên này này, tính chính là cái con mình vẽ dưới này này, để thay đổi cái chân số 10 nhá, để luôn thay đổi độ xung để luôn duy trì nguồn dao ổn định nhá các bạn nhá. Ở đây nó có cái mạch nữa, nó có con PC ở dưới nữa, thì mình có nhìn qua là mạch bảo vệ điện áp cao. Khi mà điện áp đầu ra 24V mà cao ấy, thường là trong công nghiệp vậy là nó hay bảo vệ điện áp cao, bởi vì điện áp đầu ra ví dụ 24V nó tăng đến 34V chẳng hạn thì là dẫn tới chết mạch thiết bị đầu ra, chết tải của nó. Nhưng mà điện áp đầu ra 24V mà tụt xuống còn 15V chẳng hạn thì điện áp yếu thì nó không chết, nó không chạy rồi nhá. Nên do đó là thiết kế luôn bảo vệ điện áp đầu ra ra cao. Giả sử điện áp đầu ra mà lớn mọi người nhá, nó sẽ tràn qua được DZ và nó tạo dòng chảy 12 con này. Tương đương tạo dòng chảy 43, thì cái dòng chảy 43 nó chính là cái nguồn dương 20V này đây này. Ở trên 20 ấy, sẽ đổ từ 4 đi sang 3 và tác động vào chân số 8 là chân OVP, là chân bảo vệ nha. Chân số 8 của con IC dao động này này. M5195 AFP nha. Thì bắt đầu chúng ta sẽ xem nguồn nuôi của nó như nào nhá. Hà Đông nói cho mọi người về cái mạch bảo vệ quá dòng nữa. Cái mạch bảo vệ quá dòng nó như này này. Thì chúng ta sẽ thấy này, nguồn VG và chân 20 là nuôi khối dao động và thoát mát cho bộ dao động, đó chính là chân số 17. Nhưng chân số 17 mới đầu mình tưởng là nó nối mát toàn mạch, nhưng không phải, mà nối tại chân S của MOSFET này. Các bạn nhé, nối tại S, kể cả những cái chỗ này cũng nối S của MOSFET hết. Dòng chảy từ điểm này sang điểm này nó sẽ rơi áp thế này và nó lấy cái điện áp rơi cỡ âm 300V này, nó đi về chân CLM trừ là chân số 18, so sánh điện áp tại chân số 19. Tóm lại là không khác gì ở trong R xăng trong bếp từ ấy, là nó lấy cái cầu âm về ở cái chân âm về chứ không phải lấy trên này. Tóm lại đây do thiết kế thôi, thiết kế nó không lấy dương về, như mạch nguồn xung của chúng ta hay lấy cái nguồn dương đưa về, bởi vì đây là chân 17 là chân nối mát của 300V thoát mát trong một tạo dao động. Nhưng riêng con này ấy, là tất cả kể cả dòng chảy của khối dao động đi về mát này cũng sẽ được chui qua con R15 này để về âm này, và cái điện áp rơi trên này nó lấy cái chiều âm. Đây là chiều âm đây này các bạn. Trên cái mạch này nhá. Chân 17 này là chân số 17 đây này, nó đi vào chân S này. Đó, nó đi về mát này và chúng ta thấy đây nha, đi qua dây di về âm nhá. Và nó đi qua con 101 này. Đấy, nó vòng 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 nó đến cái chân số 18, mình đo đến chân 18. Tóm lại là nó lấy theo chiều âm. Do thiết kế thôi, kệ nhá. Còn bây giờ chúng ta xem nguồn nuôi nó này. Chúng ta xem nguồn nuôi nó nhá. Xem mình vẽ có đúng không nhá. Nguồn VC về chân số 20 là cái chân này này các bạn nhá. Chân số 20 này. Đây chúng ta sẽ nhìn này về chân số 20 nhá. Xuất phát là nguồn nuôi nó bắt đầu từ quận này. Thì đó chính là cái quận này. Với đây là âm rồi. Nhá, đây là âm chúng ta thấy nên nó vòng 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 đó, nó về đến chân S nhá. Thì xung dương ở đây. Tức là chân này là chân nối mát, gọi là nối mát nhá. Xung dương đây này. Được chỉnh lưu từ A sang K con diode này, sau đó được chỉnh lưu từ A sang K diode này. Trông nó ba chân này thôi nhưng nó là diode nhá. Mọi người nhá. Thì mình đang vẽ này. Xung dương này được chỉnh lưu từ A sang K này, chỉnh lưu từ A sang K đi qua con 4R7, con 4R7 này, đó. Được lọc về mát bởi con tụ này. Đó, nó mát là đấy, cái chân này là chân mát mà. Thì con tụ đấy nó có giá trị là 100V 4,7mi cơ. Điện áp rất cao luôn. 100V đây này. Đây cho mọi người nhìn nhá. Tụ Lichicom. Chả nhìn được cái này. Bốn phẩy bảy mươi 100V nhá, đó tụ đấy các bạn ạ, của Lichicon kìa. Đấy, Lichicon to tướng đấy, đấy đẹp chưa, toàn tụ Nhật đấy mà. Tại sao nó lại lọc cao thế các bạn, chắc là nó có lý do đấy các bạn nhá. Nó lọc trên con tụ đấy, sau đó nó tới chân C của con chan to nhá, con chan to này này. Còn như cái video trước là mình có đọc được tên của nó đấy, nhưng con này thì mình chưa tháo ra. Thì cái mạch này nó cũng có con chan to đấy, gọi là con chan to ổn áp, tuyến tính ổn áp nguồn nhá. Đây này, chính là con này này.
mạch này là con này, còn cái mạch này thì nó là chính là con này nhá. Thì chúng ta sẽ nhìn này, BC không rõ là có phải là C2020 không ấy các bạn ạ, để tí nó tháo cho đọc cho mọi người luôn. Điện áp chịu đựng nó cao phết đấy. Thì chúng ta sẽ nhìn nha, nó đi vào nhá. 4R7 này lọc này, sau đó nó đi vòng vòng tới chân C, BC và nó đổ từ C sang E đây, con trai ngược nhá. Từ C sang E này, vòng tới này này, lọc bởi con tụ này. Lọc về cái chân thì nó về cái chân số 3 này này các bạn nhá. Chân đây là chân số 1 này, 1 2 3 nó về lọc về chân số 3, bởi vì tại sao chúng ta sẽ nhìn này. Con tụ đấy mình vẽ là con tụ này này, nó lọc về chân số 3 chính là chân emitter, nó cũng chuyển đến nối mát. Thực ra mình bảo rồi, nó không phải là nối nối mát của 300V đâu, mát này cái vị trí này nó nối với chân S của móc khoét này, để tất cả mọi thứ kể cả nguồn VCC cái thứ ấy là nó được dây áp trên con R15 này hết các bạn nhá. Đấy, nó sẽ đi vòng này và nó đi vào chân số 20. Ok nhá mọi người nhá. Thì để mà mở được từ C sang E thì nó phải có điện áp tại chân B nhá. Thì chân B chúng ta sẽ nhìn này. Chân B nhá, chúng ta sẽ nhìn nhá. Đây là 300V. Đây là GD 300V này, đi qua hai con 393. Hai con 393 đấu song song nhau thì chúng ta sẽ chia đôi ra. Tiếp tục nối tiếp của hai con 393 đấu song song nữa. Tóm lại là từ điểm này đến điểm này nó là một con 39k công suất lớn nha mọi người nhá. Thì chúng ta sẽ nhìn này, mình đang vẽ này này. Mình đang vẽ cố tình lấy phía đằng trước luôn chứ không phải phía đằng này nhá. Có lẽ là phía đằng này nó có xung nhiễu chẳng hạn. Đó, thì cả cái cụm này bốn con đấu như thế này thì nó cũng chỉ là một con 39k thôi. Nhá. Cái con 39k đấy tiếp tục ấy, nó lại đi qua một con 39k nữa là con 39k chân cắm này này nhá. À, chẳng biết là 2W hay sao ấy. Từ đây này đi sang đây này. Và nó được tràn qua con DZ này, mình đang đoán con DZ này con DZ 20V nhá, bởi vì hôm nọ mình sửa cái mạch này mình có đo được ấy, lại cực B của nó là 20V các bạn nhá. Nó lợi dụng cái nguồn 300V được phân áp. Lợi dụng nguồn 300V được phân áp như này và được ghi map bởi con này để tạo một cái điện áp ở đây là lúc nào cũng là rơi vào ở đây tận 300V rồi. Sụt áp rơi đây, ta sẽ thu được ở đây là khoảng 20V. Tại chân B ta sẽ đo là 20V. Thì cái chân C nó có 40V hay 50V hay 100V ấy, thì chân E ta chỉ thu được khoảng sấp xỉ 20V thôi, cứ cho là 20V. Đây chính là cái nguồn nuôi cho nó mọi người nhá. Nhà sản xuất họ đã lợi dụng như thế này. Còn cái mạch này hôm nọ mình làm ấy thì là nó không lấy như này, mà là nó sẽ lợi dụng là được mạch nó được chỉnh như lối tiếp như này. Đây mình vẽ tại đại khái đây nhé. Nó lại đại khái như này thì trên con tụ này là 150V này, trên con tụ này cũng 150V này, thì nó lợi dụng ở vị trí này nó đi qua một con 39K thôi để nó vào cực B này thôi, cái mạch kia kìa. Do đó mình đã chế lại bằng cách ấy là mình không lấy cái vị trí này nữa, mà mình đã lấy từ 300V đấy và mình đang lắp hai con 100K. Mới đầu mình lắp một con 100K thì điện áp về đây có 16V thôi, thì nó không khởi động được. Sau đó mình lắp thêm một con 100K nữa thì là 100 cộng với 100 đấu lối tiếp, hai con 100 đấu song song nhau thì tương đương nó là con 50K. 50K thì khoảng sấp xỉ 19. Thì 50K mình thấy nó về đây đủ 20V thì mà chạy nha mọi người nhá. Đấy chính là cái chế của cái mạch này, hôm nào mình chế lại này các bạn nhá. Mình chế này này, mình chế lại thành cái mạch này. Mà hôm nào mình chưa nhìn cái mạch này. Thì trên cái mạch này thì nó dùng như thế, đây để xóa nó đi ạ. Tóm lại là trên cái mạch này nó từ 300V nó được phân áp qua hai con 39K công suất lớn để đi vào đây, để tràn qua con DZ này để ghi map, để điện áp về đây có cao thì nó cũng đi về đây rất là thấp, chỉ là khoảng 20V để lui mà chạy thôi. Nhưng có cái điều là chúng ta sẽ nhìn thấy nguồn mồi nó như nào. Các bạn có nhìn được nguồn mồi không? Nguồn mồi VC đây này, phải có VCC ở đây, VCC ở đây thì mới có dòng chảy từ 1 sang 2 để kích con này mở được. Thì VCC nó đâu? Nó chỉ lấy từ cái con này thôi. Đây cho mình xem này, các bạn xem này, chứ không thể lấy đường 3 trên đường 300V nhá. Cái con này nó đây nhá, đây cố gắng có nhìn được không nhỉ? Như này vẫn nhìn được nhỉ các bạn nhỉ? Xung dương ở đây nhá. Tất nhiên là cái xung dương đây nó cũng sẽ chỉnh lưu qua những con diode khác để về chế độ mạch bảo vệ, nó có nhiều mạch bảo vệ lắm nhá. Rồi là xung AC để đi qua này được đưa về cái xung kiểu như là ổn định dòng, ổn định tần số cái thứ này nhiều lắm. Cái mạch cái con IC này lằng nhằng lắm. Nhưng mà chúng ta thấy cái xung dương đây này được chỉnh lưu này hai lần này, đi qua 4R7 này nó sẽ vòng như này, nó đến cái chân C.
và không hề có cái nguồn mồi từ 300V này đi vào cái chân C này để nó đổ từ C sang E để mồi vào chân A đường này ạ. Trong dataset của nó thì có linh kiện có lắp như này, có linh kiện mồi như này, trong dataset có một sơ đồ nó lắp như thế này, nhưng riêng cái mạch này không hề có mọi người nhá. Thì bây giờ này giải thích là các bạn đố các bạn biết là nó mồi như nào, nó mồi để nó chạy như nào được đấy, các bạn nghĩ đi nhá, mình nghỉ một tí đã đi uống nước. Đấy, các bạn đã nghĩ ra là nó mồi như nào chưa? Bởi vì là cái quận này, cái con móc phét này nó phải mở, thì nó phải có dòng điện này, phải có dòng điện chảy trên này thì mới có điện áp cảm ứng đây thì mới mồi về. Nhưng bây giờ thì biến áp chưa hoạt động thì làm gì có nguồn để làm cho con móc phét này mở bây giờ. Đấy, cái giải pháp thiết kế nó như thế nào đây? Nó làm gì có đường mồi như mạch khác ấy, thì nó sẽ có đường chân điện trở mồi và đường start để bắt đầu khởi động ban đầu, nhưng riêng con này nó không. Đây mình nói cho mọi người nó mồi như này này, để chúng ta sẽ thấy cái sự tối ưu và chúng ta thấy cái sự hiểu mạch nó quan trọng như nào. Hiểu biết mạch thì chúng ta sẽ sửa nó dễ như nào. Thực tế là con này mình đã tìm được ra ban rồi, ban khá là hay. Trong quá trình mình vẽ mạch này, mình đã đo để mình kiểm tra và mình phát hiện ra được con chết rồi nha. Mình phát hiện ra con chết thôi chứ cũng chưa biết là con IC dao động này chết không, bởi mình chưa test thử mà. Mình thấy nó chết thôi chứ mình chưa test. Kể cả nó chết thì mình có bo này, và kể cả con IC này mình vẫn có mới, bởi vì ngày xưa mình mua của chipviet.vn trong thành phố Hồ Chí Minh. Nó mồi như này này các bạn này. Khi mới ghim điện ấy, thì cái biến áp này chưa bao giờ hoạt động, thì cái quận này chưa bao giờ có điện áp cảm ứng và không bao giờ có nguồn về chân C được. Không có về điện áp về đây được, không hề có. Thì chân E của nó lấy điện áp ở đâu để mồi để cấp cho con này chạy, thì đó chính là đây này. Nó chính là từ 300V. Đi như thế này, đi vào đây và chúng ta sẽ hiểu được ấy. Đây là cái kiến thức căn bản để mọi người hiểu được cái dòng chảy nhá. Để mở được xe thì phải có dòng IB. Dòng IB là dòng như nào? Đến đây, nó đi đến đây ấy, thì khi mà đạt điện áp mà bắt đầu sẽ đi từ I sang B, từ B sang E như này này. Và con này nó sẽ đưa thẳng vào chân VCC, và khi chân VCC đạt ngưỡng tầm khoảng 18V, 19V chẳng hạn, thì nó đạt đến ngưỡng khởi động chạy. Các bạn nha, do đó mà hôm nọ ấy, mình thay con 100... Ơi! Cái gì đấy? Mình thay con 100K ở đây ấy, thì nó đưa về đây chỉ được khoảng 16V thôi. 16V mà rơi áp trên này nữa thì ở đây chỉ được khoảng còn khất xỉ 15V thôi. Nó không đạt đến ngưỡng chạy, nên nó không chạy. Do đó mình đã phải tăng từ 100K đấy, mình đã thành giảm nó xuống còn 50K. Tức là thêm 100K song song nữa thì nó chuyển những cái chạy được bình thường các bạn nhé. Đó, chúng ta sẽ thấy là nó lợi dụng cái dòng IB. Bởi vì chúng ta sẽ nhìn này, dòng IB là dòng như nào? Từ 300V này đi hạn như thế này, đi từ B sang E này, đi vào nguồn VC, vào VC nhá, đi về chân số 7 này, 17 này, sau đó đi qua con 0.15 ohm để về mát ở 300V, kín dòng của 300V nhá. Và tất nhiên được phải được con tụ này lọc, con tụ này chính là con tụ mình vẽ ở đây nhá, con tụ bé rất bé đây này nhá các bạn nhá, nó được tụ lọc chứ nó không có tụ lọc thì chết các bạn ạ. Đó chính là nguồn mồi mọi người nhá. Và khi nó mồi thì con IC này có nguồn mồi rồi, bắt đầu có đưa xung ra kích dao động đây thì bắt đầu là biến áp hoạt động, thì cái quần này sẽ phản hồi về và nguồn về đây nó sẽ ổn định hơn rất là nhiều các bạn nhá. Nó sẽ đạt ngưỡng là 20V ok mọi người nhá. Đó, còn đâu khi nó đã về đây rồi thì cái nguồn mồi bây giờ là do con này nó đưa xuống thì cái điện áp đưa về đây là chỉ ghi map cực B này để nó mở từ C sang E đạt đến ngưỡng của DZ này thôi nhá. Và cái mạch này mình đã kiểm tra, mình có đo so sánh thôi, và mình kiểm tra và mình có kênh thử lên ấy. Các bạn để ý cái chân này là chân rất sáng này, là mình có kênh thử ấy, là con DZ này đang chập nhá mọi người nhá. Con DZ đang chập nên không khởi động được mạch. Đây là mình dùng đồng hồ mình đo này. Đây là từ A sang K nhá, từ mát bên nó nhá. Đó, ngược lại này. Đó, nó thông nhá. Còn con này thì nó đây này. B, C, B đây này, nó sẽ vòng. Đây chính là con DZ đấy, nó nằm ở đây. Thì mình đo này, từ A sang K này. Thông này, đó. Và từ... không thể thông gì nha. Và đo thấy cái từ A sang K con này nó thông, nó phải lên như này cơ. Đó, nó lên cao như kia. Mà con này sao không lên cao được như thế nhỉ? Hay là con này nó lại chết toi cả IC dao động ấy, bởi vì trong công nghiệp nó sốc mà. Đấy, nó cao như này luôn. Và đây bây giờ ghim điện cho mọi người xem khả tham khảo nó không chạy.
vì không chạy nên đem đến mình sửa, chứ nó chạy thì mọi lại chả đem đến mình sửa. Để mình kiếm cái dây đó, mình chưa kiếm được cái dây nào mà. Đây cái dây này. Sửa chữa là chúng ta cần phải am hiểu mạch, và đôi khi là chúng ta vẽ mạch thì chúng ta mới hiểu được nhiều thứ các bạn nhá. Nên các bạn chả biết được là con này trên mạch nó là gì, nhưng với mình ấy, thì mình không cần vẽ mạch, do mình có kiến thức điện tử, mình làm lâu lắm rồi thì mình nhìn trên mạch thì mình hiểu được bản chất. Vì mình hiểu mình mới cho mọi người được cái phác thảo như này. Và tất nhiên mình cũng chả có thời gian để mình ngồi mình vẽ được từng con linh kiện trên mạch này được các bạn nhá. Mình vẽ được ok, mình khẳng định là mình vẽ được, phức tạp hơn mình còn vẽ được, nhưng có cái là mình không có thời gian để mình vẽ. Đây là mình làm cho mọi người chia sẻ những cái cốt lõi để chúng ta hiểu biết một phần của bó cái bo mạch, để mọi người sẽ làm được nó hiệu quả khi gặp thôi. IC này mua trên thị trường có nhá mọi người nhá. Rồi bắt đầu ghim điện này, ghim qua bóng đèn này thôi. Đây zoom gần xuống. Đây ghim điện này. Đấy nạp tụ đấy. Thì mình lấy mát tại đây nhá. Mát tại đây chính là cái vị trí này mà. Thì đây là 300V này. Đó. Và 24V ra ở đây. Không có điện áp ra đâu nhá mọi người nhá. Không phải có điện áp. Thì mình cũng vị trí mát ở trên này nhá. Mình lấy đây nó hơi vướng nên mình để chỗ này nhá. Chúng ta sẽ nhìn này, 300V này. Đi qua con 3 hai con 39 nối lối tiếp này. Hai con 39K đấu lối tiếp này. Đi tới vị trí này rồi nhá. Sau đó đi sang bên này này. Sang bên này nó không hề có điện áp luôn các bạn nhá. Sang bên này nó phải có điện áp, nhưng đây không có điện áp. Thì không có điện áp như này thì chúng ta sẽ hiểu rằng ấy, đôi khi là con du điện ra. Đôi khi là do con 3 đo ở đây có điện áp, mà đo ở đây không có điện áp thì đôi khi là con 39K nó cho cháy. Nhưng mình đã đo thử nó không cháy, mình thao đo trên mạch mình biết được. Mà nó đi xuống đây thì nó bị tụt về mát hết rồi. Nó tụt về mát hết rồi thì chúng ta sẽ hiểu rằng ấy, thì coi như nó là 0V. Rồi con DZ này chập này. Hai là nó đi theo cái đường này mà nó đi vào chân VC và nó chập về này, VC chập thì nó cũng không có mọi người nhá. Các bạn nhá. Nhưng mà tôi để đo thử thì không chập chân VC mà đo được chỉ chập chỗ đấy thôi. Mình xả điện ra nhá. Ôi để lâu nó tự nó xả hết được luôn à. Xem có điện không? Không sao nó giật đấy. Còn có 1,4V thôi, không sao cả nhá. Mình lấy mát ở đây này. Tại trên S này. Thì đo tại đây thì thấy nó chập. Đó. Nhưng đo tại chân VC là chân này này. Thì không nên nó chập. Đó, các bạn ạ, nên nó chỉ chập ở trục B thôi. Và bây giờ thì bây giờ cho mọi người tham khảo luôn xem hai con này là hai con gì luôn nhá. Để mình các bạn chờ một chút mình tháo hẳn nó ra. Cho mọi người tham khảo xem con móc phét này là con móc phét gì nữa. Và con trang đo kia thì nó có chết không nữa. Mình đo mình thấy nó bị mất như thế, và mình đo con điện trở 47K à 39K kia không chết. Mà con DZ bị chập, đo so sánh với cái mạch mới này của mình này nên mình biết được như thế. Nhưng mà chưa rõ là IC còn sống không. Đôi khi là trong công nghiệp nó sốc điện này nó đã chết nhiều thứ đấy các bạn ạ. Chết thì mình vẫn sửa được mà. Ôi rồi con này thì lại nằng nhằng như này thì nó không tháo ra được đấy các bạn ạ. Nó là cái nhôm bắt bẻ như này luôn. Rồi các bạn chờ, mình sẽ tháo kiểu này đi. Tháo kiểu lên như này đi. Chặt quá. Chặt thì vẫn phải lên được chứ các bạn. Nó có cái khóa dưới này này. Bênh nó ra, nó ra được cái khóa đấy là lên được các bạn ạ. Đây là cho mọi người tham khảo thôi, nhưng mình nghĩ là con bọn này không chết đâu. Để xem tên của con này nó là con gì.
nó đút vào rẽ màn nào. Đã ra được các bạn ạ, các bạn chờ một chút. Con chan to ổn định nguồn của là tên là C4883 của SK nhá. Của hãng SK. Còn con móc phét đây của Fuji. Fuji FE đây các bạn ạ. 2SK 1939 để xem cái điện áp chịu đựng của dòng nó như nào nhé, các bạn chờ một chút. Con này dòng mắc 8A và điện áp chịu đựng chỉ có 600V thôi, hơi lạ các bạn ạ. Như vậy là nó lại không cao như cái con bằng nguồn 6,3 kia các bạn nhé. Nó có chỉ điện áp có 600V thôi, nhưng mà chắc là nhà sản xuất họ thiết kế họ tính toán được cái xung phản hồi ngược mà là chưa đạt đến mức chết của nó. Các bạn ạ, mình thấy lạ đấy, mình cứ nghĩ là tưởng nó là tận 900V cơ trong công nghiệp cơ, nhưng mà nó chỉ là 600V. Các bạn có thể tra data set 2SK1939 này, các bạn sẽ biết được nhá. Dòng mắc 8A điện áp chịu đựng là 600V. Mình đã lắp lại nha. Và đo con chan to không chết đâu. Móc phét thì chắc chắn cũng không chết các bạn nhá. Đây là đo cho mọi người tham khảo là con 39K này không cháy này. Đấy, 39 đo là 38,8 này. Và đây nhá, do mình biết được nó là con bao nhiêu nên mình sẽ chơi cho con APDZ20V này nhá. 1W này nhá. Thay thế nó nhá. Xem có chạy không? Không chạy thì đừng có chết IC. Mình chưa tìm được IC đâu, chả nhẽ lại tháo IC trên này ra. Mình chưa tìm được cái mấy con IC ngày xưa, bởi vì cái này bo mạch này, ngày xưa mình mua IC này mình sửa cho mấy cái bo servo của thằng chạy điện của thằng OKK. Máy OKK chạy điện của thằng Mitsubishi nó sử dụng con IC này. Mình nhớ mình mua 3 con hay là 4 con hay là 5 con gì đấy, mua 2 lần không phải 1 lần. Nên mình vẫn còn, mình nhớ là mình vẫn còn. Hàn sẽ ngấu các bạn ạ. Ngấu nó có sự cố. Xăng nhá, xăng tháo từ xe máy nhá, chứ chả phải mua đâu, cho đỡ mùi nước kinh. Vẫn rửa sạch hết các bạn ạ. Bọn này nó có sơn phủ ẩm hay sao ấy các bạn ạ. Bọn này này, đây nha, bây giờ đo thử nhá. Đo thử xem nó có chạm được không nhá. Vừa nãy mình đo từ đây sang mát là nó chạm đấy. Đó, bây giờ không chạm nữa nhá. Ok nhá. Chết đúc con đấy thì buồn cười. Đừng chết IC nhá. Chết IC thì mình vẫn làm được mà. Chúng ta video nó sẽ dài hơn thôi. Đo nguồn ra trước đi. Sau cắm điện ha, bắt đầu cắm điện này, bóng đèn này nhá, bùm ấy ngon luôn, 24V ok mọi người nhá. Nó phải thế chứ, sửa chữa nhiều khi cắm điện này là cả một vấn đề. Thì 300V ở đây đó, nó sẽ đi tới cái con DZ này nhá. Đấy, 20V ok nhá, mình đang thay 20V mà. Thì cái chân C xem là bao nhiêu này, chân C là xung phản hồi là trên con tụ lòng này này. Ui dồi ôi, tận 40 mấy V, 44V các bạn ạ. À, máy của lắp tiến tính đấy các bạn nhá.
Thì nó ra chỉ 19,8 các bạn ạ, nó rơi áp trên xe một khoảng 0,6 0,7V mà. Như vậy là cái nguồn này quá cao kinh nhỉ. Đây là ở chế độ trời thôi đấy, còn khi tải nặng có thể nó sẽ lên cao hơn mọi người ạ. Đây là 44V luôn. Ở đây này các bạn này, ở chế độ chờ này mà 44V ra 20V nhá. Nên do đó con này cũng kiểu sinh cút sinh nhiệt mà. Nên khi mà tải nặng ấy thì kiểu gì nó sẽ dâng lên đến 46, 47, có khi đến 50V nhá các bạn nhá. Nhưng mà nó vẫn chịu được được các bạn nhá. Dã man nhỉ. Như vậy là ban cuối cùng của nó là chỉ chết con này thôi, không chết con này nhá. Bây giờ test tải, bây giờ cắm trực tiếp test tải nhá. Tải thì mình chả có tải đến cao đâu. Ra 3 thì đây mình chơi con này được 1,5A này. Ghim trực tiếp thôi nhá. Ghim trực tiếp. Nguồn ra thì vẫn là đây. Nó ra được là 24,29 này thì mình cũng chả thay đổi đâu, nó liên quan đến sai số của đồng hồ đo cũng như là cái FB thôi các bạn nhá. Mình test tải này. Đó, tải ok nhá. Bây giờ thử test tải thử đo xem cái kia nó có lưng cao được không, lên cao không các bạn nhé. Tải chân C này. bốn mươi bốn phẩy bảy nhá, tức là 44 nhá. Bây giờ xem nó lên cao không nhá. Các bạn thấy nó lên 53V không, 55V luôn các bạn thấy chưa, cao dã man chưa mọi người ạ. Lên cao kinh khủng đó mọi người nhá. Nhưng mà cái chân e của nó dù nó lên cao đấy nhưng chân e của nó vẫn chỉ là 19,9-20V này thôi, thông qua con DZ kìa. Đây này các bạn này, đó vẫn chỉ thế thôi các bạn nhé, không thay đổi. Đó là cái sự ổn áp nguồn. Và cái mạch này trong công nghiệp nó phải làm như này thì mạch nó mới hoạt động ổn định được và nó bền. Bởi vì tại sao chúng ta sẽ hiểu rằng ấy là dù tải nặng tải nhẹ cái điện áp phản hồi về chân VC nó lúc chỉ nào chỉ 20V thôi thì con IC này nó mới làm việc ổn định được. Chứ với những cái mạch nguồn của chúng ta là nó không có mạch ổn áp tuyến tính này này, là ở chế độ chờ thì về là 12V nhưng khi tải nặng lên đến 18V dẫn tới là cái nguồn cho VC nó cứ bập bùng và cái xung kích đưa ra đây tải nặng thì này đưa ra đây là có khi điện áp GS lại cao hơn so với điện áp ở chế độ chờ, điện áp thấp à, cái ăn dòng thấp các bạn ạ. Nên đôi khi nó sẽ chạy không ổn định. Nên mình thấy để ý là khi mạch nào ấy mà có cái mạch ổn áp tuyến tính cho phần nguồn cho phần IC thì nó sẽ chạy ổn định hơn. Và tất nhiên là do nhiều còn có thể còn do linh kiện, do thiết kế mạch tức là mạch này sử dụng con IC này nó rất là bền, nhưng mạch khác sử dụng IC khác thì đôi khi nó không ổn định nhé các bạn nhé. Đó, như vậy là chỉ một con linh kiện chết đã làm không mạch không chạy và mình cũng chả biết tại sao nó chết mọi người ạ. Và video này chúng ta đã trải nghiệm cũng như là chúng ta đã hiểu thêm về cái bo nguồn. Mình sẽ để tựa đề video theo cái mã bo nhé, để cho bạn nào tương lai bạn nào mà gặp ấy, thì tham khảo cái video này đôi khi sẽ giúp ích được các bạn hiểu nó và có thể làm chủ được nó nhá. Còn video kết thúc nhá, chào tất cả các bạn.